Khoảng 3 giờ ngày 11 tháng 10, người dân phát hiện ngọn lửa bốc cháy ở tầng 2 tại cửa hàng buôn bán đồ điện máy tại đường An Dương Vương, phường An Cựu, thành phố Huế. Các hộ dân đã ngắt cầu giao điện, thông báo cho chủ cửa hàng sinh sống ở gần đó biết thông tin và gọi lực lượng phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, ngọn lửa quá lớn đã nhanh chóng lan xuống tầng 1 và tầng 3 của cửa hàng. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ và nhiều xe cứu hỏa nhanh chóng tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng để khống chế ngọn lửa lan ra các nhà dân bên cạnh. Sau gần 3 giờ nỗ lực triển khai các biện pháp, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã khoanh vùng, cơ bản khống chế và dập tắt đám cháy. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân. Ghi nhận tại hiện trường vụ cháy thì hầu như toàn bộ hàng hóa, đồ dùng của cửa hàng này bị ngọn lửa thiêu rụi.